Ngoài ra ấy, thì còn có cái trường hợp là nhá, các mẹ để ý là khi mà mình trữ sữa ấy, thì có những cái túi sữa mặc dù là để cùng ngày nhưng mà nó có loại đông trước, có loại đông sau, vì là cái sự thay đổi chênh lệch nhiệt độ ấy, giữa các vị trí nó khác nhau. Chính vì thế mà mình có thể là thường xuyên mình đổi vị trí để cho nó có thể là lạnh đều nha các mẹ nhé. Và những cái lưu ý khi mà mình trữ sữa các mẹ ạ, thì khi mà mình bảo quản bằng cái túi trữ sữa thì mình nên đong cái lượng sữa là nó còn dư khoảng 1/4 của cái túi đấy nhá các mẹ nhé. Mình để thừa ra như vậy ý, để cho nó có cái khoảng trống, tránh cái tình trạng mà khi mà sữa đông lại ý, thì cái thể tích nó sẽ tăng lên, nó sẽ làm bục cái mép mà mình kéo vào ấy các mẹ, túi zip mà mình kéo vào thì nó sẽ dễ tình trạng là nó nhiễm khuẩn này, hoặc là khi mà mình để đầy quá thì cái sữa nó sẽ dễ bị rách và nó sẽ dễ bị nhiễm khuẩn nhá. Mặc dù nó có thể là chỉ còn một nốt nhỏ tí xíu thôi nhưng mà cái vi khuẩn nó cũng sẽ sinh sôi nảy nở trong cái điều kiện cái môi trường đấy các mẹ nhé. Và khi mà mình bảo quản sữa ở trong tủ lạnh ấy, thì mình nên là mình sẽ để nằm cái túi đấy ra nhá các mẹ nhá. Tại vì khi mà nằm ấy, thì cái diện tích mà sữa nó tiếp xúc với bề mặt nó sẽ lớn. Chính vì thế mà khi đó mình lúc mình rã đông ấy, nó sẽ rất là nhanh các mẹ ạ. Và khi mà rã đông nhanh như thế thì nó sẽ làm giảm những cái tình trạng có thể là sữa bị nhiễm khuẩn đấy các mẹ nhá. Và khi mà mình trữ đông ấy, thì khi mà mình trữ đông thì mình hãy nhớ là mình sẽ lấy hết những cái không khí ở bên trong cái túi sữa ra nha các mẹ nhé, để nó có thể là nó giảm một phần đi cái diện tích khi mình mà mình trữ sữa ấy các mẹ ạ. Và cách mà để mình có thể là lấy không khí ra thì mình có thể là mình sẽ gấp cái đầu túi vào đến cái phần sữa thì cái phần không khí nó sẽ ra ngoài, hoặc là mình có thể là đẩy sữa từ dưới đáy lên phía trên để cho nó ra hết không khí, sau đó là mình sẽ gấp mép vào và mình sẽ bảo quản trong tủ nha các mẹ nhé. Và trước khi mà mình bảo quản sữa ấy, thì mình hãy căn ke cái lượng sữa của con ăn đấy, để từ đó thì mình sẽ trữ một cái lượng sữa nó phù hợp với cái lượng ăn của con để nó tránh cái tình trạng dư thừa nha các mẹ nhé. Và khi mà mình trữ sữa ấy, thì mình và khi mà mình trữ sữa thì các mẹ không trộn chung sữa lạnh với cái sữa mới vắt nha các mẹ nhé, mà mình hãy để cho nó cùng một nhiệt độ rồi sau đó mình sẽ trữ thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Tại vì khi mà mình sẽ trộn hai cái vào với nhau, nhiệt độ nó chênh lệch, nó sẽ làm cho cái vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở và nó sẽ rất là không tốt cho con các mẹ ạ. Tuy nhiên là mình có thể là trộn sữa lạnh với sữa vừa vắt cho con uống được nha các mẹ nhé. Và các mẹ hãy nhớ là mình phải ghi rõ cái thời hạn sử dụng. Và các mẹ nhớ là mình phải ghi rõ cái thời gian mình trữ sữa để từ đó thì mình có thể biết được là sữa nào mình trữ trước, mình sẽ cho con uống trước, và sữa nào trữ sau, hay là sữa có bị hết hạn hay không nhé các mẹ nhé. Và mình đã vừa chia sẻ cho các mẹ mà cách bảo quản sữa, trữ sữa để làm sao cho nó an toàn, tránh cái tình trạng mà nhiễm khuẩn, để tình khi mà con uống vào thì con sẽ bị đi ngoài các mẹ ạ.